Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức khóa họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Đức theo hình thức trực tuyến. Tại khóa họp này, hai bộ trưởng đã trao đổi khả năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp 4.0, chế biến, chế tạo, năng lượng, giáo dục, đào tạo nghề, lắng nghe ý kiến và chia sẻ của các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đang hoạt động tại hai nước. Tại khóa họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh mong muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa với các đối tác phía Liên bang Đức, không chỉ đối với phát triển năng lượng truyền thống, năng lượng tái tạo, mà còn là năng lượng sinh khối, việc lưu trữ, truyền tải điện, đảm bảo an ninh năng lượng, cũng như phân bổ các nguồn năng lượng cân bằng, phù hợp, sử dụng tiết kiệm hiệu quả, đóng góp cho phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam. Đề nghị Liên bang Đức tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất linh kiện, phụ tùng của các tập đoàn công nghiệp lớn của Liên bang Đức, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ để tạo nền tảng bền vững cho nền công nghiệp Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam thành lập trung tâm chuyển đổi số sản xuất để có thể nắm bắt được các cơ hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Về phía Liên bang Đức, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Peter Altmaier cho biết, Việt Nam là quốc gia ưu tiên hợp tác của chính phủ Liên bang Đức trên thế giới. Chính phủ Liên bang Đức, trong đó có Bộ Kinh tế và Năng lượng, sẽ hỗ trợ hết sức để thúc đẩy việc thực thi hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác thương mại công nghiệp, trong đó có Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA, nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế, thương mại tốt đẹp giữa hai bên. Kết thúc phiên họp, hai bộ trưởng đã thống nhất phương hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới và ký kết biên bản phiên họp thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên bang Đức. Trong khuôn khổ khóa họp, đã diễn ra phiên tọa đàm về cơ hội hợp tác giữa Liên bang Đức và Việt Nam. Tại đây, các diễn giả đã dành thời gian trao đổi, đề xuất về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, chế biến chế tạo, với sự tham gia của các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Đức.